Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Bitcoin Việt Nam. Và trong video lần này thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách để có thể tham gia IDO của dự án Matrix ETF ở trên nền tảng của Solanium. Thì Solanium là một nền tảng IDO thuộc Solana và đã được Bitcoin Việt Nam hỗ trợ cộng đồng Việt Nam từ rất là lâu. Và video lần này thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách để có thể mua token của Matrix ETF ở trên nền tảng của Solanium. Và đồng thời thì mình cũng sẽ hướng dẫn mọi người cách để có thể tham gia IDO của tất cả các cái dự án mà khi được bán IDO ở trên nền tảng của Solanium nhé. Thì hãy cùng mình theo dõi ngay trong video này nhé. Để có thể bắt đầu tham gia mua token ở trên nền tảng của Solanium thì mọi người hãy truy cập vào cái đường link của dự án và mình sẽ đứng kèm cái đường link này ở dưới video cho mọi người để mọi người có thể dễ dàng tham khảo nhé. Ok, và sau khi chúng ta truy cập vào đường link của Solanium thì mọi người sẽ bắt đầu thực hiện các cái thao tác. Đầu tiên là sẽ phải kết nối địa chỉ ví. Thì khi mà mọi người bấm vào Click Wallet ở đây thì mọi người sẽ có các cái tùy chọn này. Mọi người có thể lựa chọn kết nối ví Solet hoặc là ví Solflare hoặc là ví Phantom vân vân. Thì ở đây thì mình sẽ kết nối với cái ví Solet ở đây nha. Thì tại đây thì mọi người sẽ nhìn thấy là một cái khung để hiển thị ra mọi người sẽ nhập mật khẩu của cái ví Solet này vào. Ok, sau khi nhập mật khẩu thì mọi người click vào phần Unlock và bấm vào Connect. Thì khi mà bấm Connect như thế này thì cái Windows nó sẽ nhảy ra một cái màn hình thông báo. Ở trên Windows thì mọi người sẽ bấm vào Approve. Ok, và sau khi bấm vào Approve thì chúng ta sẽ chờ đợi một chút. Thì cái địa chỉ ví của chúng ta đã được kết nối thành công rồi. Và khi mà mọi người kéo xuống ở đây thì mọi người sẽ thấy được rằng là thông tin của các cái dự án mà sắp được IDO ở trên nền tảng của Solanium. Thì có một số dự án gần đây nhất mình đang thấy đó chính là Flippy NFT. Thì cái này đã qua whitelist rồi. Và cái dự án ngày hôm nay mình hướng dẫn mọi người chính là dự án Matrix ETF. Thì dự án này thì vẫn đang trong thời gian whitelist nên là mình sẽ hướng dẫn mọi người cách để có thể tham gia mua token ở trên dự án này nha. Mọi người sẽ bấm vào phần More Detail giúp mình nhé. Ok, sau khi mà chúng ta bấm vào More Detail thì dự án sẽ hiển thị ra tất cả các cái thông số. Mọi người có thể đọc cái phần giới thiệu về dự án ở dưới này. Ở dưới này thì Solanium đã thống kê rất là chi tiết về thông tin của các dự án. Thì mình cũng sẽ giới thiệu qua cho mọi người về cái dự án Matrix ETF này. Cái Matrix ETF thì là một cái thế hệ tiếp theo của cái nền tảng ETF phi tập trung cross-chain, tức là cái phi tập trung theo dạng chuỗi chéo. Thì để dễ hình dung nha, thì ETF thật ra là một cái khái niệm không là quá là xa lạ ở trong cái thị trường tài chính. Thì ETF có cái tên viết tắt là của cái Exchange Traded Fund, tức là các cái quỹ giao dịch hối đoái. Và cái quỹ giao dịch hối đoái đầu tiên của Mỹ có tên là ETF đã ra đời vào năm 1993. Tuy nhiên thì ở trong cái sự phát triển của crypto thì ETF thì vẫn đang trong cái giai đoạn khá là phôi thai và manh nha từ những ngày đầu, và nó chính là cái sự bắt đầu hình thành nổi lên của cái trend DeFi ở trong thị trường. Và đối với dự án Matrix ETF thì mình thấy rằng Matrix ETF thì đã tạo ra một cái danh mục ETF một cách phi tập trung, tự động và được cá nhân hóa và rất là đa dạng. Và cái mục tiêu của cái dự án này là giúp kết nối những cái người dùng như chúng ta vào tham gia vào cái thế giới của tiền điện tử và giúp họ làm sao để có thể đạt được những cái lợi nhuận thông qua các cái chiến lược đầu tư rất là đa dạng và thông minh. Và Matrix ETF thì sẽ tạo nên cho mọi người những cái quy trình làm việc hiệu quả hơn này và giúp mọi người có thể phân bố các cái danh mục đầu tư để có thể đạt được các cái kết quả rất là lâu dài, và chủ yếu là sẽ đảm bảo được cái mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận một cách rất là ổn định. Đó, thì đấy là một điểm qua cái thông tin về dự án Matrix ETF. Thì ở dưới này cũng sẽ có phần roadmap và phần team của dự án, thì mọi người có thể nhìn thấy nhá. Thành viên team, thông tin về thành viên team và thông tin về các cái investor và partner. Thì có thể thấy là Matrix ETF cũng là một dự án mà được đầu tư bởi khá là nhiều nhà đầu tư có tên tuổi, ví dụ như là AU21 này, OKEX, MXC, Polygon và Training. Thì mình thấy được rằng là các cái nhà đầu tư này là những cái nhà đầu tư rất là uy tín và có thể khá là tin cậy được trong thị trường crypto nha. Rồi, và đến cái phần quan trọng đấy chính là cái phần tokenomics. Thì cái phần tokenomics ở đây thì mọi người cũng có thể nhìn thấy được là cái phần phân bổ về cái lượng token cũng như là qua các vòng. Thì ở đây thì mình thấy được rằng ở vòng IDO ở Solanium thì họ đã dành ra 0,83%. Thật ra thì cái con số này sẽ không phải là quá là cao trong cái đợt IDO của dự án. Tuy nhiên thì đây là cái chính sách phân bổ của dự án thì mọi người cũng có thể tham khảo nhé. Rồi, ở trên này thì kéo lên trên một chút thì mọi người sẽ thấy được cái pool này, cái pool tham gia IDO của dự án Matrix ETF. Và cái hashcap ở đây tức là cái lượng tối đa, cái lượng vốn tối đa mà mọi người có thể mua
ở trong cái chương trình IDO này là 40.000 USDC và giá token ở đây là 0,02 USDC. Đó, thì bây giờ để có thể tham gia cách mua như thế nào thì mọi người sẽ theo dõi các cái bước mà mình làm sau đây nhé. Mọi người sẽ click vào cái phần là Register for Pool này. Kéo xuống đây thì mọi người sẽ bấm đồng ý với các cái điều khoản của dự án và bấm Register for Whitelist. Ok, ở đây thì mọi người sẽ chọn các cái hình ảnh để nó duyệt cái captcha nhé. Lựa chọn về xe máy này. Ok. Sau đó bấm tiếp theo. Ok. Đó, ok, thì tại đây thì mọi người đã tham gia, coi như là mọi người đã đăng ký tham gia vào whitelist rồi. Vậy thì làm như thế nào để chúng ta có thể tích thêm điểm và để có thể tăng vào cái whitelist này, thì mọi người có thể nhìn thấy là cái kéo xuống đây nhá, thì mọi người sẽ thứ nhất là mọi người sẽ có thể bắt đầu staking cái token của Slim, tức là cái token của nền tảng Solanium để mọi người có thể nhận được slot này. Đấy là cách đầu tiên khi mà mọi người tham gia vào staking pool. Thì một phần lớn mình thấy được rằng ở trong cái dự án Matrix ETF thì một phần lớn các cái số token sắp bán được thì sẽ được phân bố cho các cái vé khi mà mọi người tham gia stake ở đây. Thì mọi người có thể stake bằng cái token Slim hoặc là cái token Slim LP là cái token thanh khoản của dự án. Và để có thể tăng cái số vé staking pool này thì mọi người sẽ có thể bằng cách là tăng cái tiền stake khi mà mọi người tham gia stake hoặc là kéo dài cái thời hạn mà stake ở trên Solanium, thì cái vé của staking pool cũng là cái vé ước tính và nó sẽ tương ứng với cái số lượng mà mọi người tham gia stake nhé. Còn đối với những bạn nào mà không muốn tham gia stake ở trên Solanium và muốn nhận được cái vé ticket free thì cái cơ hội nó có thể thấp hơn, tuy nhiên thì chúng ta vẫn có thể thử nhé. Thì mọi người sẽ tham gia vào cái social pool này. Thì khi mà tham gia vào social pool thì chúng ta cũng sẽ có cơ hội để có thể nhận được cái phần phân bố token. Thì mọi người sẽ có thể thực hiện các cái task này. Đầu tiên chúng ta sẽ làm nhiệm vụ ở Telegram. Thì mọi người sẽ click vào phần Telegram ở đây. Thì mọi người sẽ làm theo các cái bước. Đầu tiên là sẽ phải join vào cái dự án Matrix ETF. Đó, mọi người click vào đây và mọi người sẽ join vào cái dự án Matrix ETF này nhé. Ok, mọi người click vào join này. Xong, sau đấy thì mọi người sẽ quay trở lại cái này và thực hiện các cái bước tiếp theo. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ join vào cái nhóm của Solanium. Ok, mình đã follow cái channel của Solanium này. Rồi, sau đấy thì mình sẽ tiếp tục thực hiện các cái bước là confirm để nhận vé nhá. Thì mọi người sẽ bấm confirm participant ở đây. Ok. Đó, thì khi hiển thị một cái tích này thì chúng ta đã được ghi nhận thành công là chúng ta đã thực hiện xong một cái task ở Telegram. Tiếp theo thì chúng ta sẽ thực hiện cái task ở Twitter nha. Thì mọi người cũng sẽ click vào phần Twitter. Và mọi người, đó, thì ở đây nó có một cái tweet này. Và chúng ta sẽ thực hiện cái hoạt động đó chính là retweet. Ok, mình sẽ bấm vào tweet for reply này, bấm vào đây. Ok mọi người ơi, thì sau khi mà mọi người retweet xong và mọi người truy cập vào cái link đã retweet của mọi người nhá, thì mọi người copy cái đường link này giúp mình này. Copy cái đường link này xong thì mọi người quay trở lại cái trang chủ của Solanium và mọi người paste cái đường link đấy vào đây và bấm submit. Ok, sau khi bấm submit thì mình sẽ chờ đợi dự án nó duyệt. Đó, thì ở đây thì bạn sẽ nhận được cái thông báo là đã nhận được 3 cái vé của social ticket rồi này. Nếu như mà bạn muốn tăng thêm cái slot thì mọi người có thể bấm vào cái link ref này. Sau đấy thì mọi người share lên Telegram hoặc là share lên Twitter thì mọi người cũng sẽ có thể tăng được cái cơ hội để nhận được khi mà tham gia ở trên cái pool nhá. Thì đấy là cách để mọi người có thể thực hiện được các cái nhiệm vụ mà không cần phải stake token Solanium ở trên nền tảng IDO của nó, mà mọi người vẫn có thể tham gia để có thể nhận được vé. Và sau khi mà đã tham gia rồi thì mình nhắc lại cho mọi người nhé, sau khi mà mọi người đã tham gia rồi thì mọi người sẽ lưu ý là đến 9 giờ ngày 18 tháng 9 ở đây thì chính là cái thời gian mà Solanium sẽ công bố cái kết quả lottery. Và nếu như mà bạn nào được chọn ở trong cái lottery này thì mọi người sẽ có thể tham gia vào cái chương trình sale và mọi người sẽ cần phải thực hiện các cái bước KYC để có thể tham gia vào chương trình sale của nó. Và một điều mình muốn lưu ý với mọi người đấy chính là mọi người sẽ phải hết sức cẩn thận đối với các cái con bot giả mạo.
từ dự án này, bởi vì là đặc biệt là các cái khi mà những dự án mà có cái chương trình sale ấy thì sẽ có rất là nhiều bot hoặc là rất là nhiều những cái tin nhắn lừa đảo mọi người gửi cho mọi người ở trên Telegram, thì mọi người nhớ là phải cẩn thận đối với cái những cái tin nhắn như vậy. Và admin của dự án thì sẽ không bao giờ inbox cho mọi người trước, mà mọi người sẽ cần phải lên những cái thông kênh thông tin chính thức của dự án để có thể tìm hiểu các cái nguồn thông tin và để hỏi và được giúp đỡ. Ngoài ra thì phải kiểm tra thật là kỹ cái link mà mọi người truy cập vào khi mà mọi người mua cái IDO đấy nó đã đúng hay chưa. Thì cái đường link chính xác thì mình sẽ đính cho mọi người ở dưới cái video này. Thì đây là một thì đây sẽ là cái link chính thức của dự án, và mọi người sẽ kiểm tra thật kỹ và truy cập vào đúng cái link đấy để tránh cái tình trạng là mình mua phải ở trên những cái trang web giả mạo và mình sẽ mất tiền nhá. Ok, và vừa rồi thì là phần hướng dẫn của mình về cách tham gia IDO của dự án Matrix ETF. Thì đối với cái cách tham gia này thì mọi người có thể tham gia bất kỳ cái hoạt động IDO của các cái dự án khi mà được tham gia IDO ở trên nền tảng của Solanium thì nó cũng sẽ đều thực hiện các cái bước như vậy. Và chúc mọi người sẽ có thể có được cái may mắn khi mà được chọn tham gia IDO cùng với dự án. Và nếu như mà mọi người có bất kỳ thắc mắc gì thì hãy để lại cho mình một cái comment ở dưới video này và mình sẽ vào giải đáp mọi người nhé. Vừa rồi là toàn bộ nội dung mà để giúp mọi người có thể có được những cái kiến thức về tham gia IDO của các cái dự án ở trên nền tảng của Solanium. Đây thì chỉ là một cái thông tin cung cấp kiến thức và không phải là lời khuyên đầu tư tài chính nha. Mọi hoạt động đầu tư thì sẽ đều có rủi ro nên là mọi người sẽ cần phải cân nhắc thật là kỹ trước khi tham gia vào hoạt động đầu tư của mình nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này.